Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 33 nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 23 để hỗ trợ thêm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo quyết định 33 này, sẽ có thêm nhiều người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng. Theo đó, có 3 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách này. Thứ nhất, đối với người sử dụng lao động, quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số điều kiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Đồng thời, doanh nghiệp được nộp hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề thành nhiều đợt. Đối với người sử dụng lao động thì có một số các cái điểm mới. Ví dụ như là giảm cái điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trước đây thì điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất là giảm 15% người đang tham gia bảo hiểm xã hội ở tại cái thời điểm tháng 4 2021. Nhưng mà hiện nay thì chỉ cần giảm 10% và so với cái thời điểm tháng 1 năm 2021. Rồi bỏ cái điều kiện nợ xấu khi người sử dụng lao động mà tiếp cận các cái gói chính sách cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Đối với người lao động, quyết định 33 cũng sửa đổi bổ sung theo hướng không bỏ sót đối tượng. Theo đó, người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, nằm trong khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống COVID-19. Người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện chỉ thị số 16. Nhóm đối tượng hộ gia đình cũng thay đổi theo hướng thuận lợi hơn. Về nhóm đối tượng mà hộ gia đình ấy, thì cũng có thay đổi theo cái hướng thuận lợi hơn, tức là bỏ cái điều kiện phải đăng ký thuế, tức là chỉ cần hộ gia đình có đăng ký kinh doanh và có tên trong cái danh sách thuế. Trường hợp đối với các cái hộ gia đình ấy, thuộc cái các ngành nghề mà nông lâm ngư diêm nghiệp, rồi các cái hộ mà buôn bán vặt, buôn bán hàng rong thì không phải đăng ký kinh doanh mà chỉ cần đáp ứng được cái điều kiện, ví dụ như là có 15 ngày phải ngừng hoạt động hoặc là có cái địa chỉ kinh doanh ấy, mà nằm trong cái địa bàn, cái khu vực phải thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị 16 thì cũng được hỗ trợ 3 triệu đồng. Chính sách mới của Chính phủ cũng bổ sung quy định hỗ trợ 1 triệu đồng một người với người cao tuổi, người khuyết tật là F0 hoặc F1. Như vậy, cùng lúc phải thực hiện nhiều gói hỗ trợ COVID-19 như Nghị quyết 68, Nghị quyết 116 và Quyết định 33, nên để kịp tiến độ, ngành Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng đã tập trung làm tăng ca, tăng giờ. Thực sự là rất quá tải luôn ạ. Tại vì có những cái thời điểm rơi vào trung tuần tháng 10 là chúng tôi làm việc xuyên buổi trưa, xuyên buổi tối và không có ngày thứ bảy chủ nhật luôn ạ, để triển khai đảm bảo giải quyết kịp thời cho người lao động. Hiện tại thì chúng tôi tiếp tục ra soát những người lao động mà chưa được giải quyết theo Nghị quyết 116, đồng thời tập trung nguồn lực để phối hợp với các cái ngành như là ngành lao động thương binh xã hội và các cái đơn vị thuộc đối tượng được bổ sung để hưởng theo cái quyết định 33 để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Có thể nói sự vào cuộc quyết liệt của ngành bảo hiểm xã hội không chỉ bảo đảm đúng nguyên tắc kịp thời mà còn phải bảo đảm đúng đối tượng chính phủ đã đề ra, góp phần đưa gói hỗ trợ của chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đến ngay với người dân, doanh nghiệp và người lao động.